Sau việc nô nức mua nhà tậu xe, Đức Phúc chi hơn 10 tỷ sắm căn hộ vẫn chưa bằng Lệ Quyên. Đức Phúc. Tháng 10 năm 2021 là sinh nhật Đức Phúc, nhưng check-in ở những bàn tiệc chanh xã thì xưa quá rồi. Nam ca sĩ chỉ giản dị cầm bánh kem và check-in trong một không gian căn hộ tiền tỷ còn đang xây dựng ngổn ngang mà nhìn vô cùng thần thái. Được biết căn hộ cao cấp của Đức Phúc có diện tích là 120m², giá 10 tỷ đồng, ở khu vực đắc địa thuộc quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Sau 6 năm chăm chỉ hoạt động làm nghề, Đức Phúc không chỉ có được chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí mà còn sắm được xe xịn 4 tỷ đồng, mua ô tô báo hiệu bố mẹ, tàu đồ hiệu sang chảnh, nhà tiền tỷ và có tận 10 quyển sổ tiết kiệm. Lệ Quyên. Theo dõi Instagram của Lệ Quyên, người hâm mộ phát hiện nữ ca sĩ mới tàu biệt thự mới tại Sài Gòn. Mặc dù không quay cận cảnh từng góc căn nhà, nhưng nhìn thoáng qua đã thấy mùi tiền ngập lối. Căn biệt thự mới của Lệ Quyên mang phong cách châu Âu với tông trắng chủ đạo vừa sang trọng vừa hiện đại. Lướt qua bản thiết kế 3D của căn nhà là cũng đủ choáng ngợp, vừa có bể bơi, sân vườn tiện nghi, lại còn phối thêm tượng phong cách Hy Lạp hoành tráng. Bên trong thì nội thất tiện nghi bất ngờ, nhìn chẳng khác nào khách sạn 5 sao. Quang Lê. Tháng 7 năm 2021, nhiều người đã vô cùng bất ngờ trước màn giới thiệu về căn biệt thự mới của Quang Lê ở Mỹ. Căn nhà có khoảng không gian sân vườn bên ngoài khá rộng rãi, xanh mát. Bên trong nội thất được thiết kế tối giản với màu trắng chủ đạo nhưng vẫn toát lên sự sang chảnh. Không những vậy, Quang Lê còn chứng minh đẳng cấp đại gia tiêu tiền của mình bằng việc tậu nhiều căn biệt thự xa hoa giác vàng hàng trăm tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh và sở hữu nhiều siêu xe hàng hiệu đắt đỏ. Lương Thùy Linh. Mặc dù mới 21 tuổi, nhưng Lương Thùy Linh đã sở hữu căn nhà mơ ước. Được biết, tháng 5 năm 2021, nàng hậu đã tậu căn penthouse rộng khoảng 130m² ở tầng 39-40 của một khu đô thị cao cấp thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Từ căn hộ tiền tỷ này, có thể nhìn ra Hồ Tây và cầu Nhật Tân, vừa đẹp nhưng vẫn thoáng đãng, yên tĩnh, trong lành. Rất đúng cho câu nói là tài không đợi tuổi, mới sinh viên năm 3 mà Lương Thùy Linh đã tạo được nhà xịn thế này. Nhìn không gian căn hộ được thiết kế tối giản, hiện đại mà người hâm mộ thích mê. Hoa Minh Di. Cuối năm 2020, Hoa Minh Di khoe tự thưởng cho bản thân sẽ hộp 6 tỷ đồng. Vậy mà đến đầu năm nay, nữ ca sĩ lại tiếp tục chi mạnh để tậu căn nhà mang phong cách châu Âu, rộng 50m² ở trung tâm Hà Nội. Mục đích mua căn nhà này là để mỗi lần đi diễn ở Hà Nội, cô không phải ở khách sạn nữa. Hóa ra là chị chỉ sắm nhà để đi diễn sương sương, chứ ở Sài Gòn, Hoa Minh Di là đại gia bất động sản ngầm thứ thiệt. Bảo Anh mua sẽ hộp 4 tỷ đồng. Bảo Anh tiếp tục tậu thêm số hộp 4 tỷ đồng vào bộ sưu tập siêu xe của mình. Được biết, nữ ca sĩ quyết định mua thêm xe để phục vụ công việc. Trước đó, cô cũng khiến dân tình phải ngưỡng mộ khi chia sẻ nhà sang trọng, khang trang báo hiếu bố mẹ. Mặc dù không bao giờ khoe khoang tài sản của mình, nhưng ngài cũng biết Bảo Anh là đại gia ngầm trong V-Biz, sở hữu nhiều nhà, xe và đồ hiệu đắt đỏ. Dẫu biết đó là thành quả xứng đáng của họ sau quá trình lao động nghệ thuật chăm chỉ, nhưng netizen vẫn không khỏi trầm trồ, ghen tị và ao ước. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.